Anh Kỳ Lân ơi, anh Kỳ Lân. Anh đây. Anh đang ngắm gì vậy anh? Anh đang ngắm chiếc vòng tay bằng vàng nguyên khối AU750 và kim cương thiên nhiên. Đây là siêu phẩm mà mình mới vừa hoàn thiện cho khách hàng. Em thấy có đẹp xuất sắc không? Dạ, rất là đẹp luôn. Nhưng mà em thấy hình như mẫu vòng tay này giống với lại mẫu vòng tay mà anh đang đeo đúng không? Chính xác luôn. Đây là cái vòng tay anh đang đeo. Kiểu cách thì như nhau nhưng có những điểm khác biệt. Anh đố em là hai chiếc vòng tay này có những điểm gì khác biệt? À, điểm khác biệt đầu tiên mà em nhìn thấy là vòng tay của khách á, thì có chữ M, còn vòng tay của anh thì có chữ L. Đúng, đương nhiên. Bởi vì của anh đeo, anh làm theo tên chữ cái của anh, đây là chữ L. Tên của anh, Lân Kỳ Lân. À, anh đeo. Còn đây là anh làm cho khách hàng mà. Khách hàng tên có chữ M đầu tiên nên là làm chữ M. Nhưng mà sao vòng tay của khách có vẻ lấp lánh hơn của anh nhỉ? Bởi vì em biết sao không? Chữ M của khách yêu cầu là đến full kim cương lên luôn. Còn của anh chữ L là không đến kim. À, kim bên này là Bali 6, kim của anh là Bali. Cho nên là em thấy chiếu lấp lánh hơn là đúng rồi. Ủa vậy là mình nhận chế tác hàng theo yêu cầu luôn hả anh? Đúng rồi, tất cả những yêu cầu về trang sức vàng nguyên khối A750 và kim cương thiên nhiên mình nhận làm hết theo yêu cầu, theo ý tưởng của khách hàng hoặc là ý tưởng của mình tư vấn cho khách hàng hoặc là kết hợp với ý tưởng của khách hàng và của mình để tạo ra những sản phẩm cao cấp luxury hoàn thiện theo tiêu chí luxury Kỳ Lân nè. Bất cứ vấn đề gì về trang sức, muốn kiểu gì mình đều làm hết. Vậy thì đối với một sản phẩm hoàn thiện như vậy thì mình mất thời gian khoảng bao lâu vậy anh? Đối với đơn vị chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury mình thì từ 5 ngày đến 10 ngày là xong em nhé. Tùy vào sản phẩm và tùy vào độ khó sản phẩm, tùy vào yêu cầu nhiều hay ít của sản phẩm mà mình sẽ hoàn thiện. Kỳ Lân Luxury chuyên chế tác tất cả trang sức cao cấp luxury từ vàng nguyên khối AU750 và kim cương thiên nhiên theo yêu cầu. Kỳ Lân Luxury đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.